Hello, chào các bạn, mình là Jay đây. Và các bạn nhớ là năm trước chúng mình đã gây quỹ giúp các em nhỏ mổ tim không? Thì năm nay làm nữa, yeah. Nhưng với các em quá là cute, với các câu chuyện quá là ý nghĩa và cảm động luôn. Hôm nay mình sẽ đi thăm hai em và các bạn hãy xem đến cuối video vì mình sẽ có một cái bất ngờ quá là bất ngờ cho các bạn. Nhưng ok, và thôi nào, dị tật tim bẩm sinh là gì? Các bạn biết trên thế giới này từ 8 đến 10 trẻ sinh ra trong 1.000 trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh. Tại Việt Nam thì khoảng 15.000 trẻ sinh ra mỗi năm mắc dị tật tim bẩm sinh. Và 25% trẻ sinh ra với dị tật tim phức tạp sẽ không được đón sinh nhật đầu tiên. Năm trước mình rất là vui để được các bạn ủng hộ. Mình đã có một cái mục tiêu là gây quỹ cho hai em. Và rốt cuộc thì các bạn đã ủng hộ đủ cho 6 em luôn. Mình cảm giác rất là thương luôn, là vì các em phải rất là đau và có khi đi học cũng không được hoặc là không có làm những thứ mà các bạn khỏe mạnh có thể làm được. Nhưng thật ra ở Việt Nam thì rất là nhiều gia đình không có thể có đủ tiền để điều trị cho các em mà bị bệnh tim bẩm sinh. Thì năm trước thì mình đã đi thăm được một em tại Cần Thơ và mình đã gặp gia đình của em ấy, và gia đình em ấy đã chia sẻ của mình các câu chuyện rất là cảm động, như là em ấy đã xem các video của mình trong lúc điều trị, kiểu là tạo động lực cho em ấy và có thể làm em ấy có thêm điều tích cực hơn. Và mình cảm giác rất là cảm động luôn. Mình cảm giác như là đây là một vấn đề mà nhiều người nên biết đến. Và đó là tại sao rất là vui đã được hợp tác cùng với Heartbeat Việt Nam. Mình rất là yêu Heartbeat Việt Nam luôn, tại vì mình cảm giác như là Heartbeat Việt Nam và Vina Capital Foundation gây quỹ rất là ý nghĩa. Và năm nay về Việt Nam rất là may mắn đã được gặp được hai em. Mình cảm giác các em ấy rất là dũng cảm luôn, là vì biết là mình bị bệnh tim nhưng có thể vẫn có sức và vẫn có động lực để phấn đấu. Yeah, đó là cái đó. Và năm nay Heartbeat Việt Nam đã mổ tim cho tận 10.000 em, quá là hay luôn. Và năm nay mình gây quỹ cho ba em. Và nếu các bạn muốn ủng hộ ba máy cùng mình thì các bạn có thể đóng góp ở trên Vina Capital Foundation, hoặc là mình có thể cho cái thông tin ở dưới để các bạn xem. Mình cảm giác như là đây là một điều rất là ý nghĩa, và mình rất là tin một sự đóng góp tuy nhỏ hay lớn không quan trọng, là vì tuy mình biết là nhiều bạn cũng là học sinh sinh viên nên cũng không có nhiều tiền để đóng góp. Chẳng hạn như nếu các bạn chỉ có 10.000 trong túi nhưng các bạn cảm giác ngại là vì có 10.000 sẽ đóng góp được. Nhưng nếu video này có 1.000.000 view và mỗi bạn xem video này đều đóng góp 10.000 thì các bạn hãy làm toán và suy nghĩ là sẽ được bao nhiêu tiền cho Heartbeat Việt Nam, cho các em nhỏ mổ tim. Và yeah, đó là cái đó. Mình quá là yêu các bạn. Và mình quá là hân hạnh được gặp hai em tại văn phòng chính của Vina Capital Foundation, chính là văn phòng của Nhịp Tim Việt Nam luôn. Mình đã lết đích mình từ quận 1 đến quận 2 để đến. Và ngay lúc vào thì mình đã gặp được team của Heartbeat Việt Nam và Vina Capital Foundation, và Bác Rad nữa, đây là giám đốc của Vina Capital Foundation. Và đó có em Thu Nên nữa. Và trong văn phòng thì chúng mình đã có một cái cuộc trò chuyện để kiểu là hiểu hơn về mọi người và kiểu tình trạng và kiểu gia đình như thế nào nữa. Đây là em Thu Nên, em ấy là 12 tuổi, năm nay sẽ lên lớp 7. Bữa nay gặp chị Trang thì em cảm giác như thế nào? Vui à? Em hôm nay đi quãng đường có xa không? Xa à? Em đi là khoảng bao nhiêu tiếng? Lên xe à. Tới nãy tới bến xe là 7 giờ rưỡi. Khoảng 3 tiếng. Và sau khi nói chuyện với em Thu Nên, gia đình em ấy và mọi người trong team Nhịp Tim Việt Nam thì mình đã được hiểu hơn về kiểu các khó khăn mà em đã phải trải qua được đó ngày hôm nay. Và phải gọi như là em ấy quá là dũng cảm luôn, quá là thương. Và bên đây thì có em Vân Anh, quá là nhỏ nhỏ xinh xinh luôn. Em ấy đến đây tuốt từ Cà Mau đó, quá là Cà Mau luôn, mà chưa đi Cà Mau bây giờ. Nhưng mình biết Cà Mau hơi bị xa. Nghe nói Cà Mau xa lắm. Em ấy kiểu quá là nhỏ nhỏ bé bé như vậy nhưng phải trải qua quá là nhiều sự khó khăn vì bệnh tim bẩm sinh. Em bé này là bé Vân Anh. Thì bé này 4 tuổi, năm ngoái bé mổ tim khỏe rồi. Thì bé vẫn theo dõi tái khám sau mổ một năm sau mổ của các bé mắc bệnh tim bẩm sinh là rất là quan trọng. Số lượng xem nó là sẽ không có việc làm, có chạy không có chuyện suốt vậy. Em ấy kiểu là rất là nhắc nhở với mình hồi nhỏ luôn ấy. Kiểu như là có người xung quanh thì mình quá là im lặng và tự chơi rồi chơi mình, nhưng có người nhà không thì kiểu nói chuyện gió. Quá là thương em ấy luôn ý. Tuy là rất nhỏ nhưng mình biết là em ấy sẽ nỗ lực và phấn đấu mọi thứ. Các bạn hãy cổ vũ cho em ấy nhé. Và sau khi trò chuyện xong thì mình đã tặng quà cho hai em. Và quà này kiểu như là quá là chú luôn, các bạn thấy nó phù hợp không? Và trong đó thì mình đã viết hai cái thiệp quá là cảm động nữa. Nói chung đi gặp hai em ngoài đời kiểu là cảm giác rất là cảm động luôn, là vì kiểu mình thấy học được rất nhiều thứ mới và biết thêm về câu chuyện và kiểu quá là tình cảm, và mình mong là các bạn có thể ủng hộ. Và sau đó thì mình đã tạm biệt hai em sắp phẫu thuật rồi, nên mình chúc hai em có một sự phẫu thuật quá là may mắn và mình mong là mọi thứ sẽ ok. Và sau đó là tiết mục tour văn phòng. Kiểu Vina Capital Foundation không chỉ có Heartbeat Việt Nam thôi, nhưng cũng có các kiểu chương trình quá là
là hay nè. Ốp lật lên lầu thôi. Và trong đây thì có các bạn mà đang thực tập để làm một cái project này. Categorize yêu thương năm bước là chương trình dành cho hỗ trợ cho các bạn mồ côi do ảnh hưởng của Covid 2 năm trước đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện giờ mình có khoảng 2.345 em bé đang cần sự hỗ trợ, và là một cái chương trình hỗ trợ lâu dài cho đến khi các bạn được 18 tuổi. Úp lướt lên lầu tiếp, và ở đây thì là thì bạn này là Trân, yeah. Lúc Khoa, Quyên. Dạ. Thì các bạn cũng là intern luôn, các bạn đang làm cái project cho DCGNX. No. Yeah. Mình nghĩ mình thực tập trong đây mình sẽ làm trong văn phòng này nè. Và ở trong đây thì là văn phòng quá là quan trọng. Đó là văn phòng tài chính, là việc không có tài chính làm sao có mọi thứ được. Phòng tiếp theo thôi. Và đây chính là văn phòng của chú mà phụ trách program Program cho chương trình Nhịp tim Việt Nam. Đó là chương trình của anh Thanh sẽ đi tìm và phát hiện ra các bạn mắc bệnh tim bẩm sinh. Giống như bé Thu Nên hồi nãy á, là mình đi đến Đồng Tháp, đến những vùng sâu vùng xa ở các huyện các tỉnh, mình đưa đoàn bác sĩ từ các cái thành phố lớn đi về đó để khám và tầm soát cho các em, phát hiện ra các em, đưa các em thành lên cái danh sách đang chờ phẫu thuật và gửi vào Nhịp tim Việt Nam. Cho nên là chương trình của anh Thanh rất là quan trọng. Có năm thì anh đi tầm khoảng chừng 3-40 chuyến, nhưng mà nó khoảng tầm 80-120 cái phòng khám ở tất cả các vùng sâu vùng xa, ở tại các nơi Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn cho tới Cà Mau của mình từ trải dài. Và nói xung quanh văn phòng có các chữ là hình lưu niệm quá là ý nghĩa luôn, chữ là hành trình rất là quan trọng. Và trước khi chào tạm biệt văn phòng Heartbeat Việt Nam và Vina Capital Foundation thì mình đã tặng mỗi người một quả bơ. Không biết hôm nay mình mang bao nhiêu, nhưng chữ mình có bao nhiêu là mình cho bấy nhiêu luôn. Nếu các bạn xem cái video mình làm 100 quả bơ tặng các bạn Việt Nam thì các bạn sẽ nhớ là mình đã để lại số bơ số 100. Em bơ số 100 là em này, em to đùng khủng tráng này. Đây là một em thường và đây là một em to đùng. Và lý do mình làm em to đùng đấy thật ra là vì mình đã kiểu là tính toán cái này hết rồi, phải không? Thì mỗi em bơ đều là có hình trái tim như vậy. Và hình trái tim rất quan trọng với mình là vì mình có ý định gây quỹ cho em dị tật với tim bẩm sinh. Nếu đó là một em bơ to đùng này để tặng cho một bạn ngẫu nhiên đóng góp cho Heartbeat Việt Nam và uy tín của chúng mình năm nay. Đó là rất là đơn giản, các bạn có thể đóng góp bao nhiêu cũng được, có thể là ít có thể nhiều, không quan trọng. Mình cảm giác như là một sự đóng góp, là một sự yêu thương, và mình nghĩ là đây là một thứ rất là đặc biệt. Đó, đó là cái đó. Các bạn có thể thắng một em bơ to đùng số 100. Em này là em mình đã làm hồi đó các bạn coi video của mình á. Cái đó. Nên đó là cái đó các bạn.